Bộ phim Cuộc đời tươi đẹp tập 115 Tình đau. Chào. Xin chào. 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 Xin chào. Chào. Hôm nay anh mới dọn tới à? Đúng rồi. Bên kia anh đóng tiền thuê một tuần trước. Anh không muốn bị lỗ cho nên ở lại thêm mấy ngày. Em đã dọn hành lý của em đi trước rồi. Em còn tưởng là anh sẽ sớm dọn vào. Trước khi anh chưa đi làm, có thể đưa bên môi giới cho người ta vô xem nhà. Không thành vấn đề, lúc nào cũng được. Em nói với ảnh rồi, phải gọi điện hẹn anh trước. Được thôi. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye. Hôm nay Hậu Giang đã dọn sang chỗ mình ở tạm. Qua thái độ của chị Minh và sếp Minh, mình cảm nhận được trong lòng của họ không tán thành quyết định này của mình. Tuy là bây giờ nhìn thấy Hạo Văn, mình đã không còn cảm giác như trước nữa. Nhưng tình cảm gắn bó bao lâu nay, hóa ra nó đã chuyển thành thứ tình cảm như là dành cho người thân. Nhìn thấy một người đã từng tràn đầy tự tin, một nhà thiết kế xuất sắc đoạt bao giải thưởng, nay là vì một công ăn việc làm mà buồn phiền u sầu. Mình còn phát hiện anh bắt đầu già đi, trong lòng hơi khó chịu. Phiền anh. Phiền cái gì? Không phải chứ. Lại nói là tôi mua, có phải không đó? Hậu Giang biết anh miệng xấu, nhưng mà lòng dạ rất tốt. Em có biết hôm qua anh mua kem cạo râu cho Hậu Giang, chắc là anh biết hết rồi. Em đừng có tưởng Hậu Giang ngốc nha. Nè, cảm ơn. Hậu Giang không ngốc chút nào. Em đúng là ngốc, đồ ngốc. Cái gì gọi là anh em tốt? Đó chính là chửi mình ngốc xong vẫn tiếp tục làm người đưa thư. Trong những ngày tháng cùng cực nhất của Hạo Văn, cho anh chút niềm tin. Anh Hoàng, anh về rồi à? Đúng vậy, tôi biết khi nào có thể hẹn gặp Hạo Văn được. Cô hẹn với ảnh vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ năm đi. Gặp ở nhà hàng Phú Quý nha. Được. Cảm ơn anh nha anh Hoàng. Còn nữa anh Hoàng à, không biết anh có thể gọi trực tiếp cho Hạo Văn được không? Xin như anh hẹn ảnh đi. Vậy hả? Để tôi kêu thư ký gọi cho ảnh vậy. Được, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Hoàng nha, cảm ơn anh nhiều. Tạm biệt. Lúc Hậu Giang bỏ đi, hầu như mọi thứ đều để lại cho mình. Tuy người phản bội là anh ấy, nhưng mà cũng coi như cố gắng trách nhiệm cuối cùng. Mình có hận ảnh thì cũng không khiến mình vui hơn, nhưng ngược lại giúp ảnh, mình sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Hậu Giang rất là năng nổ bán nhà. Đúng thôi, bán nhà rồi có ít tiền trong tay yên tâm hơn. Nhưng chú nhận được tin anh Hoàng bên Thất Tiểu Phúc hẹn nó gặp mặt, hy vọng nó thành công. Tốt hơn nó quay về Long Phúc khiến sự việc phức tạp lên. Đúng, dị nồng lắm rồi, không cần thêm dầu thêm giấm nữa. Được rồi cô ơi, bộ này đi. Cảm ơn. Dạ được. Không phải chứ anh Mã, anh đi phỏng vấn mà mặc như vậy sao? Thử bộ này đi. Bộ này nhìn được hơn nhiều đó. Nhưng mà túi của tôi. Chị ơi, lấy bộ này đi. Dạ được. Cảm ơn. Cảm ơn. Xem mình xem như cho tôi mượn trước. Tặng anh đó. Nói chung là anh cố gắng trúng tuyển công việc này giúp tôi. Đừng để anh em của tôi thất vọng là được. Cảm ơn anh. Anh ơi xin ký tên. Cô à, quần của tôi dày quá, thì cô sửa lại giùm được không? Dạ được, nhưng mà chúng tôi phải đem tới xưởng, chắc phải mất một tuần. Một tuần lâu vậy hả? Ngày mốt tôi cần mặc rồi.
À, xin lỗi anh nha, không thể nhanh hơn được. Vậy không sao, để tôi tự nghĩ cách. Chú Út Hòa, ăn cơm đi, chú đang kiếm gì vậy? Hôm đó chú có mua keo dán hai mặt đó, cháu có biết để đâu không? À, trong ngăn tủ nè, chú không thấy hả? Nè, keo dán hai mặt. Không phải cái này để dán treo đồ. Cái này dùng để dán thùng giấy cứng, chú cần loại mỏng nhất. Chú dán cái gì? Có phải cái này không? Ừ, chính là cái này. À, Tâm à, điểm này con phải học hỏi Tỉnh Kiều. Ở nhà mình có mấy ngày thôi, cái gì để đâu, cổ nắm trong lòng bàn tay, đây mới gọi là nội trợ gương mẫu. Tôi thà làm một nhân viên gương mẫu tốt hơn. Điều này thì con rất nể Tỉnh Kiều. À, Tâm à, múc canh sẵn đi, chú đem nó qua cho Hậu Văn rồi dạng cơm. Anh lấy đi làm gì? Cái quần tây mới anh mua dài tới đất luôn, muốn dùng keo hai mặt dán ống quần lại. Ông chủ cậu, à, tính ít phần một người, cho tôi một phần sandwich trứng mang về nha. À vậy hả? À được, được. Treo cổ cũng phải thở chút chứ. Đúng đó, ăn xong rồi làm. Còn thiếu một bản vẽ, không dám kéo dài nữa. Môi trường ở đây khá tốt đó chú Bảo. Mỗi ngày tôi đều ăn cơm ở đây, nhà hàng dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Ừ. Hình như là chú Kiếm. À, là em họ của chú Tiêu, lúc chú nghỉ hưu muốn cho vô thay. Ông là bậc thầy danh tiếng trong giới làm vàng đó. Chú Kiếm. Chị Minh, lâu quá không gặp. Lâu rồi không gặp. Có khỏe không? Mời ngồi, mời ngồi. Được. Nè. Mời ngồi. À, khó lắm mới gặp được chú đó. Vậy hả? Chú Kiếm. À, đây toàn bộ là nhân viên của Long Phúc. Chào chú. Còn đây là chú Út của con. Tôi tên Minh Đại Cường. Chủ nhiệm kế toán, kiêm quản lý hành chánh. Chào anh. Chào chú. Tôi là Tỉnh Kiều, chào chú. Cô là tổng thiết kế, vô cùng nổi tiếng, cô Tỉnh Kiều phải không? Tôi thích tác phẩm của cô lắm nghe. Cảm ơn chú Kiếm. Năm đó chú và chú Tiêu một tờ tiêu một cây kiếm, lừng danh cả giới vàng không có đối thủ. Hôm nay rất vinh hạnh được gặp khách chú sao, đó. Khách sáo quá. Chú Kiếm à, hả? Bây giờ chú đã nghỉ hưu hưởng phước rồi. Con cái tôi nói không muốn tôi cực quá nên chú nghỉ hưu sớm. Nhưng ngày nào cũng vô công rỗi nghề, thật là vô vị. Nên đang len lỏi ý tưởng muốn kinh doanh nhỏ, giết thời gian cũng tốt mà. Anh Kiếm chuẩn bị tái xuất giang hồ, mở một tiệm ở trên lầu đó. Chú Kiếm nè, hả? Nổi tiếng khắp nơi như chú đây, có sẵn thương hiệu là được đó. Nếu như có nhà thiết kế nào phụ giúp, chú nhất định sẽ làm liền. Tiếc là cô Tỉnh Kiều là người của Long Phúc rồi, nếu không là kéo cổ bàn rồi. Chú coi trọng con quá chú. Nên Kiếm tôi muốn nhờ chú Bảo giới thiệu cho một nhà thiết kế đó. Nếu như được theo chú Kiếm học, quả là học hỏi được rất nhiều. Tiếc là thiết kế giỏi thì người có chỗ ổn định, người thành lập công ty, ở ngoài không còn nhiều. Đúng rồi, anh Kiếm có hẹn vài người thợ, chúng ta đi chỗ kia ngồi đi. Được, anh rảnh uống trà nghe. Rảnh uống trà. Sandwich trứng đem về đây. Cảm ơn. Tôi về phòng làm việc, mọi người nói tiếp đi ha. Sao gấp vậy? Ông chủ cậu, cậu có canh ngon không vậy? Có, canh đậu đỏ nấu cá lăng tươi, rất là tươi nha. Cho tôi một chén mang về nha. Được, có liền. Xem ra Tỉnh Kiều đã thắng rồi, con thật lòng thương nó. Chỉ mua chén canh thôi, cái gì thật chứ chẳng giả, thâm sâu quá. Cơm chưa ăn xong mà đã gấp đưa canh cho người ta sao? Canh phải uống lúc nóng mà. Canh ngon tới đây. Đi nhà vệ sinh chắc. Quá ra không phải gấp vẽ, gấp sửa ống quần cho người ta. Hậu Dân ngày mai phải đi gặp anh Hoàng, thì đi phỏng vấn. Nếu ống quần dài lê thê, nếu bị thấy dùng keo dán hay mặt cũng thất lễ. Đổi lại chú cũng làm vậy. Chú nghĩ không có gì khác đâu. Cổ làm nhiều quá, đừng phiền cổ, chúng ta xuống cửa hàng đi. Tâm à, Tâm nhìn thấy em may ống quần giùm Hạo Văn rồi. Em giúp ảnh tới đây là đủ rồi. Làm xong xuôi hết thì để ở chỗ anh, anh chuyển giùm cho ảnh. Em phải lập tức dừng ngay. Bác sĩ Minh cực cho anh quá. Lời của bác sĩ được phản ảnh rất tốt, đầy ý nghĩa, phải ghi hình thêm. Tôi muốn thông qua tiết mục này để truyền tải một số thông tin cho khán giả. Vậy nếu có tin tức mới, chúng tôi sẽ liên lạc với công ty Thiên Công. Được. Sáng mai gặp anh. Sáng mai gặp. Nè, có muốn đi Nguyên Lãng uống trà chiều không?
em và Tinh Linh đều ra rồi, lát nữa anh không có hẹn. Sau khi chúng ta uống trà chiều xong á, sau đó đi tiệm hoa nổi tiếng gần đó mua một lẵng hoa cho chị Minh ha. Tiếp theo đó, sau đó đi tham quan chùa Quan Âm ở Tân Lạc Thành, rồi ở đó ăn chay luôn. Chà, tiết mục phong phú quá hả? Em không cần đi làm sao? Phép của em hết rồi, bản vẽ cũng đã xong rồi, nên đã xin phép chị của anh nghỉ một ngày để đi chơi với anh đó. Đi với anh? Ép anh đi chơi với em. Anh đã bị bắt lên xe rồi. Sao anh ở đây? Hẹn anh Hoàng 8 giờ mà, sao bây giờ còn chưa đi vậy? Đi Nguyên Lãng hình như quẹo bên này mà, có đúng không? Ờ, Tính Kiều à, em dừng đây chút đi. Hả? Giờ này rất khó đón xe, nếu như em muốn đưa Hạo Văn thì anh không có ý kiến. Xin lỗi nha, hôm nay anh phải đi gặp anh Hoàng, bây giờ còn chưa đón được xe thì e rằng... Được rồi mà, anh hiểu rồi. Đằng nào hôm nay anh cũng mệt, muốn về nhà ngủ một chút. Hay là vậy, anh xin công ty nghỉ phép một ngày, em đưa Hạo Văn xong mới gọi cho anh. Một ngày dài mà mình từ từ kiếm tiết mục. Cảm ơn anh. Vậy nha. Lên xe đi, nếu không tới trễ. Sao lại ở đây vậy? Anh có một số bản vẽ cũ để lại chỗ bạn học, hôm nay qua lấy về để đi phỏng vấn. Ừ. Bạn anh nói hôm nay anh nhất định thành công. Tự tin vậy. Ừ. Ở đây cũng có thể gặp em. Anh cảm thấy em là số may của anh. Anh Hoàng, anh xin chào. À, Hảo Văn, lâu quá không gặp. À, đúng vậy. Anh ngồi đi. À, để được. À, cà phê, cảm ơn. Cho tôi ly cà phê đi, cảm ơn. Dạ được. Tôi gửi lý lịch cho anh xem. Không cần đâu, nổi tiếng trong giới đá quý, nhà thiết kế Mã Hạo Văn, chẳng lẽ tôi còn xem anh thi được bao nhiêu điểm sao? Thiết kế của anh á, tôi luôn rất thích, nhất là bộ sản phẩm đá quý tình yêu, sang trọng và bán rất chạy, còn tôi thì rất thán phục. Cảm ơn anh. Nhưng mà nói thiệt nha, bộ sản phẩm đá quý tình yêu bán rất chạy, nhưng mà lợi nhuận lại thấp, không lời được bao nhiêu hết. Thật ra đều là người trong ngành, cũng rất hiểu. Thiết kế đó của anh, từ làm khuôn, cảm đá, đính đá rồi mài, mỗi công đoạn đều rất phức tạp, lại phải lo nghĩ tới khách hàng, nên bán giá không cao. Tóm lại có thể nói là vốn nhiều lợi ích, hoàn toàn không hợp nguyên tắc kinh tế. Không phải đâu anh Hoàng à, nếu như muốn có một thiết kế hoàn mỹ, nhất định phải vậy. Ê, Hạo Văn à, không ngại nói một câu. Thật ra anh chỉ mượn vốn của công ty, thỏa mãn sở thích thiết kế cá nhân. Chị Minh thương anh, nên đầu tư rất nhiều ủng hộ cho anh. Nói câu thật lòng, cái gọi là thiết kế hoàn mỹ của anh, nếu không được Long Phúc ưu ái thì đó không thể tồn tại được. Đổi lại là tôi, thì cái lỗ vốn này á đã ném vô sọt rác lâu rồi. Nói thật là tôi là thương gia, hợp tác với tôi thì phải có chung một lý tưởng, nhưng tôi thấy ông Mã đây rất khó phối hợp. Nếu như vợ cũ của anh chịu sinh tôi thì không gì bằng, bởi vì cô thiết thực hơn nhiều. Không phải đâu anh Hoàng, không phải để mặt Tĩnh Kiều tôi đã không gặp anh đâu. Nói đến đây thì anh đủ hiểu rồi chứ. Tôi nghĩ không cần nói tiếp nữa. Tôi hiểu rồi. Bất kể thế nào, cảm ơn anh đã gặp tôi, anh Hoàng. Hạo Văn à, cuối cùng tặng cho anh 7 chữ: sống trong dung lụa không biết hưởng. Tự kiểm điểm lại đi, hả? Ờ, xin lỗi, em không phải cố ý. Anh hiểu, em chỉ quan tâm anh, muốn biết anh có nhận được công việc này không. Nào ngờ cho em nhìn thấy bộ mặt xấu hổ của anh. Anh Hoàng này cũng thiệt tình à, không muốn thuê anh thì đừng có đồng ý gặp mặt anh. Anh cũng chỉ nể mặt em thôi. Xin lỗi. Tĩnh Kiều à, em không cần nói lời xin lỗi đâu. Anh Hoàng đó nói đúng, anh đúng là sống trong nhung lụa không biết hưởng. Ý, Tĩnh Kiều à, chú Kiếm hả? À, Mã Hạo Văn, không ngờ gặp anh ở chỗ này đó, tôi kiếm anh khắp nơi luôn à. Thật tình xin lỗi anh, bắt anh đợi em cả ngày cũng chỉ ăn mì ăn liền thôi à. Khờ quá, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc ngon, ngủ rất là ngon. Cộng thêm tô mì trứng tình yêu này thì càng ngon hơn rất nhiều. Hạo Văn phỏng vấn sao rồi, có thuận lợi không? Quá ra anh Hoàng đó không có muốn thuê ảnh. Nhưng mà trùng hợp may mắn gặp chú Kiếm đó. Chú Kiếm là bậc thầy trong giới làm vàng đó.
Chú tìm Hạo Văn mở tiệm đá quý ở trên lầu. Tự mình làm ông chủ thì càng tốt hơn. Nói thì nói vậy, nhưng muốn làm ông chủ thì phải cần vốn. Vậy cần bao nhiêu tiền? Chú nói mỗi người khoảng 1,2 triệu. Đối với ngành đá quý mà nói, 1-2 triệu cũng không phải là nhiều đâu. Đúng vậy. Chú Kiếm quen biết rất nhiều bà giàu có. Họ vừa nghe nói chú muốn tự kinh doanh, đặt hàng chú trước, còn đặt cọc tiền mua vật tư. Nhờ vậy thì mới làm được với vốn thấp như vậy đó. Hạo Văn hợp tác với thầy tốt như vậy, đúng là cơ hội phát triển sự nghiệp đó nghe. Đúng vậy, nên cũng muốn mau chóng bán căn nhà, chia tiền cho anh để làm vốn đó. Yên tâm đi, bất động sản rất mạnh, căn nhà lại tốt như vậy, nhất định sẽ bán được giá mà. Đúng không, đúng không? Và cái đất tốt mà, ánh sáng đủ, suy nghĩ thêm đi, nhà tốt lắm mà. Thật là quá đáng, đột nhiên tăng giá 500 ngàn, làm như trong nhà vắt vàng không vậy phải. Đó. Rồi, rõ ràng là không muốn bán mà nên cố ý thôi. Không phải đâu, bây giờ giá phòng tăng nhanh quá, mà không sao, thương lượng vẫn còn được mà, thay mãi tới được mà dù. Tình. Học tiếng Anh, còn phải ôn bài. Không cần biết bận đến khi nào, tóm lại tối nay nhất định phải thông cầu giùm tôi, hiểu chưa? Vậy đi. Gọi Long tới thông cầu à? Bên Thế An lại kẹt rồi. Muốn cho thằng Long có cơ hội phát huy sở trường thông cầu, cho nó kiếm tiền tốt hơn là cho người ngoài. Anh tính trả tiền sao? Bồi bát canh như vậy sao? Uống ly trà xuyên bối lê hạ quả đi nha. Xin lỗi anh. Hậu Văn, làm gì vậy? Đứng trước cửa hứng gió sao? Vô đây đi. Xin lỗi nha. Phần mềm vẽ bản vẽ của máy hư rồi. Không biết có đĩa nào tôi muốn cài lại. Được, đợi chút. Cảm ơn. Hậu Văn. Trà xuyên bối lê. Anh uống được đó, đang ho. Uống một chén đi, tôi nấu đó. Coi chừng truyền nhiễm cho tôi. Cảm ơn. Em cài giùm anh uống từ từ. Không cần đâu, anh tự làm được mà. Cảm ơn. Người ta xem nhà như thế nào rồi? Họ rất khó chịu. Không phải chê này nọ thì ép giá, nhưng mà giá nhà vẫn đang tăng. Anh sẽ kiên trì. Đương nhiên phải kiên trì, tránh cho họ biết là anh đang cần tiền gấp. Sao rồi chú Cơ? Cái gì? Camera của xưởng bảy của Long hư rồi. Giờ tôi cũng không có cách nào. Báo cho chị Minh, mật mã phòng giám đốc phải cài mới à? Đi đi lại lại cũng là tổ ABC. Vậy tổ A đi. Tổ A. Tạm biệt. Camera của xưởng bị hư hả? Mới nhập một lô đá quý mà. Tuy camera hư, nhưng mà lô đá quý đó khóa trong tổ bảo hiểm giám đốc. Sáng sớm mai sẽ có người tới xử lý không sao. Thật ra em đã muốn nói từ lâu. Phòng giám đốc 10 năm như một, luân phiên 3 tổ mật mã. Sao không đổi vậy chứ? Anh cũng muốn đổi. Là chị Minh không muốn đổi. Nó hay quên. Đi đi lại lại cũng mấy tổ đó. Chịu ý nó. Cái quần sửa vừa y, nhìn thấy được từng đường kim mũi chỉ đều là Tỉnh Kiều tự tay may. Tôi biết là cô còn quan tâm tôi, cho nên tôi không thể bán căn hộ, không thể cắt đứt mối liên hệ duy nhất bây giờ giữa tôi và cô. Hóa ra anh vẫn chưa bỏ cuộc. Alo. Tỉnh Kiều, em tới cứu anh được không? Anh bị khóa trái cửa sao? Hả? Mày là em đến cứu anh. Anh làm gì vậy? Tại sao lại ở đây chứ? Anh điên à? Có camera đó. Anh biết anh nghe sếp Minh nói ngày mai hệ thống bảo an mới tới sửa.
cho nên anh tới trộm kim cương. Anh làm cái gì vậy hả? Anh thật không ngờ cái khóa này nửa đêm nó chuyển mã, cho nên lúc trước nó không như vậy. Không phải vấn đề nó tự chuyển mã, mà là vấn đề tại sao anh lại đi cướp như vậy chứ. Sau khi anh lấy kim cương xong, tự thấy rất hối hận, anh lập tức để lại và đi ngay. Nhưng mà cửa không có mở được. Sau 12 giờ mật mã sẽ được đổi ngược lại mà. Trời, đừng có ở đây nữa, mình đi thôi, nhanh lên. Có người nói sau khi chia tay rồi không thể làm bạn nữa vì đã làm tổn thương nhau, cũng không thể làm kẻ thù được vì đã từng yêu nhau rồi. Nên tôi đã chọn cách xem Edmund như người nhà. Người nhà gặp nguy, mình không thể khoanh tay đứng nhìn mà, đúng không? Bộ phim Cuộc đời tươi đẹp, tập 116, Lòng tin. Camera của xưởng hư rồi à? Mới về một lô kim cương. Tiễn Kiều, em có thể đến cứu anh không? Anh bị khóa trái cửa trong xưởng. Anh nghe sếp mình nói ngày mai hệ thống bảo an mới tới sửa. Cho nên anh tới trộm kim cương à? Tới từng tuổi này rồi, làm gì cũng không nghĩ tới hậu quả sao? Nếu như hồi nãy em không tới kịp thì anh đã bị bắt rồi, sẽ không còn tương lai gì hết. Bây giờ anh cũng có còn tương lai gì đâu. Anh có tài năng, anh có sự chuyên ngành của mình mà. Tài năng? Anh mới đi vài tháng là thế giới khác hẳn. Lúc trước anh rất được trọng dụng, công ty nào cũng muốn mời anh làm. Nhưng bây giờ thì chỉ muốn làm một thiết kế bình thường thôi, không có người nào thuê hết. Đâu có đâu, còn chú Kiếm mà. Không phải là đang mời anh góp vốn sao? Chú ấy xem trọng anh. Chỉ cần là anh chịu khó, nhất định anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh không còn thời gian rồi. Việc kinh doanh của chú Kiếm không thể đợi anh mãi. Nếu trong tuần này anh không gom đủ tiền góp vốn thì chú sẽ hợp tác với người khác. Còn một chuyện nữa, nếu như anh không cố gắng trân trọng, cô sẽ rời xa anh mãi. Từ khi anh trở về, mọi người đều chê bai anh, mọi người đều xem thường anh. Riêng chỉ một người, cô đã nâng đỡ anh vô điều kiện trong lúc thất vọng nhất. Mà cô lại chính là người mà trước đó anh đã khiến cô đau khổ rất nhiều. Anh thật là ngu. Anh Hoàng nói đúng, anh đúng là sống trong nhung lụa mà không biết sướng. Người như anh không chết cũng vô dụng. Hậu Dân, ở từng giai đoạn mỗi người đều có từng giá trị khác nhau. Lúc trước em chỉ là một bà nội trợ, không có thành đạt gì cả. Nhưng đến bây giờ em đã tìm được giá trị của mình. Anh muốn mọi người tiếp nhận anh lại, trước tiên anh phải tạo cho mình một cơ hội chứ. Tĩnh Kiều, nếu như anh quyết định làm lại từ đầu, em có bằng lòng bên cạnh anh, ủng hộ anh không? Anh biết em và Thế An đang hẹn hò. Anh cảm thấy em càng ngày càng xa anh hơn. Ánh mắt dành cho anh không còn như lúc trước nữa. Hai chúng ta nên đi về phía trước. Mỗi lần anh nghĩ tới việc em ở bên cạnh anh ấy, tim của anh lại nhói đau. Cả cô đối giữ em lại cũng không có đủ tư cách. Anh chỉ biết âm thầm giữ lại căn nhà, giữ lại mối quan hệ duy nhất của hai ta. Hậu Dân, em hy vọng về sau anh đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Phải yêu chính mình thì mới có năng lực yêu người khác. Anh không phải là mất hết, vẫn còn một ông chủ rất xem trọng anh, đó là Minh Tâm An. Em tin là chỉ cần anh muốn, chị ấy sẽ đón chào anh về Long Phúc mà. Em tưởng là qua việc hôm nay chỉ còn nhận anh sao? May là anh còn biết dừng tay đó. Anh yên tâm, chuyện hôm nay ngoài anh và em ra, nhất định không có người thứ ba nào biết hết.
Chào. Chào. Chị Minh à, có gì cơ, tôi muốn bàn với chị một chút. Chuyện gì? Tối qua đó tôi gác cao gối nghỉ cả đêm. Tôi thấy là lúc tôi ra ngoài thử sức. Tôi muốn nghỉ việc. Chuyện lớn như vậy, gác cao gối nghỉ một đêm thôi, cô đã suy nghĩ kỹ càng rồi hả? À, đúng. Thật ra anh Hoàng bên Thất Tiểu Phúc luôn muốn tôi qua làm cho anh ấy. Điều kiện họ đưa ra cũng rất là tốt. Nếu Hảo Giang đã về, tôi cảm thấy cho ảnh làm tổng thiết kế của Long Phúc cũng thích hợp lắm. Tôi không có để bụng đâu. Chị cứ tuyển ảnh đi. Công ty tuyển ai, tự tôi có quyết định. Dạ đúng. Sinh Minh à, anh có thuốc chống mũi không? Anh nghĩ thời tiết này chắc là không có mũi nên không mua. Ở đâu mà bị mũi đốt? Phòng của Sinh Minh có nhiều mũi. Tối qua tôi bị mũi đốt đó. Lăn qua lăn lại ngủ không có được ngon. Ăn no rồi, đi coi cửa hàng đây. Không cần phải tiễn, từ từ ăn đi. Em biết là em xin nghỉ việc như vậy, chị nhất định sẽ không có vui. Nhưng thật sự là chị cũng muốn kêu Hậu Văn quay lại mà. Chị Minh chưa kịp dựng chuyện em xin nghỉ việc. Nó vẫn là vì em nói dối. Cái gì mà lăn qua lăn lại nghỉ cả đêm, cả anh cũng thấy không đúng. Lúc khuya 2 giờ có báo cháy, người trong tòa nhà ai cũng chạy ra bãi đậu xe, chỉ không thấy em và Hậu Văn. Có báo cháy? Tầng 4 có người đốt giấy vàng bạc, lửa chưa tắt, cầu thang sau bốc khói. Có người báo phòng cháy. Nếu em chủ động nói, em nói là em và ép Minh ai đi cửa nấy, có thể chúng tôi còn tin. Nhưng mà em lại nói cái gì lăn tới lăn lui rồi nghỉ cả đêm. Lời nói dối này thật là không chấp nhận được. Em đã bị lộ tẩy rồi biết không? Sếp Minh à, thật ra em có thể giải thích mà. Giải thích với anh? Em đi giải thích với cháu anh, và cũng là bạn trai của em kìa. Hôm qua nó phẫu thuật xong, đi thẳng tới đài truyền hình lên hình. Nó cái gì cũng không biết. Cho nên anh khuyên em nên tự thú đi, tránh những người trong tòa nhà này truyền đi truyền lại tới tai cháu anh. Vậy là nó sẽ rất đau khổ. Xin lỗi đã tới trễ. Cô tính làm... Ngạc nhiên. Đồng lõa với tinh linh trêu anh hả? Em nói với cổ, cổ không muốn bác sĩ ruột của mình thức đêm phẫu thuật xong lại đi lên hình, còn phải đói bụng gặp khách hàng nữa. Cổ đã cho em một cuộc hẹn ưu tiên. Cháo thịt bò, dầu cháo quẩy. Sao em biết hôm nay anh muốn ăn hai món này vậy? Vì sáng hôm qua và hôm kia anh đều ăn món Tây rồi. Vậy em có nhớ sáng hôm kia anh ăn gì không? Phần C ở quán 89. Không có làm khó em được. Em còn nấu nước lê nữa nè. Còn có nước lê nữa hả? Bữa sáng như vậy anh cảm thấy rất hạnh phúc. Em có chuyện này muốn nói với anh đó. Thì ra chén cháo này có ý đồ. Em cũng gian thiệt đợi anh ăn rồi mới nói hả? Em nói nghiêm chỉnh mà. Có chuyện gì vậy? Tối hôm qua xảy ra một chuyện khiến chị Minh hiểu lầm em đó. Nhưng mà em không biết phải giải thích thế nào. Nhưng em thật sự không có làm chuyện như là chị nghĩ đâu. Anh tin em không có làm. Anh tin? Anh biết chuyện gì? Anh không biết. Nhưng em nói không làm á, nhất định là không làm. Anh tin em. Anh thật sự không hỏi mà đã tin em sao? Đương nhiên rồi. Anh tuyệt đối tin em mà. Cảm ơn anh. Long, sao ngủ gục vậy? Tối qua ăn trộm hả? Tối qua sếp bên kêu em đi thông cầu giùm đó. Anh thông cầu suốt đêm sao? Thông xong á, ngủ lại chỗ sếp bên. Ai ngờ ngủ tới nửa đêm á, thấy có báo cháy, sau đó ngủ không được nữa. Hả? Nè nè, chuyên đề tạp chí Triều Kỳ này nói về tình trường của ảnh hậu Kỳ Kỳ, còn đăng hình của bác sĩ Minh nữa. Hả? Bác sĩ Minh không phải đang quen chị Tỉnh sao? Ý, ở đây cũng có nói, theo tin đáng tin cậy, bác sĩ Minh hiện đang hẹn hò với nhà thiết kế đá quý họ Tỉnh. Tạp chí này cũng nói rất rõ, bác sĩ Minh là một trong số các scandal tình trường của Kỳ Kỳ. Xin lỗi nha, tôi gọi cậu qua gấp như vậy. Không sao. Đúng rồi chị Minh à, lần này chị hẹn tôi ra, có phải có liên quan đến quyết định việc quay về Long Phúc hay không? Hình như cậu rất sốt ruột. Không ngại nói thẳng với chị, tôi đi phỏng vấn nhiều chỗ, nhưng vẫn cảm thấy hoàn cảnh Long Phúc thích hợp với tôi nhất.
lần này hẹn cậu ra, tạm thời chưa muốn nói chuyện này. Tôi hỏi cậu, tối hôm qua có phải cậu ở bên Tĩnh Kiều không? Ông cậu, đây là thông báo diễn tập phòng cháy, anh vui lòng dán chỗ dễ nhìn thấy. À được, cảm ơn. À, chú qua. À, chuyện gì? Dán thông báo ngày mốt diễn tập phòng cháy nha. Chà, tầng 7 chạy xuống cực lắm đây. Hey, chú bảo à, diễn tập là báo cháy giả thôi, không cần phải sợ. Sư phụ à, không cần không sợ. Không được, không được đâu. Tối hôm qua chị Minh mới dạy tôi, bất kể là thật hay giả, chỉ cần nghe thấy báo cháy là phải xuống chỗ an toàn ở dưới tầng báo cáo đó. Chị Minh thấy cậu còn nhỏ nên gạt cậu đó. Đúng rồi. Chị Kiều và anh Hảo Văn là người lớn rồi. Tối hôm qua báo cháy mà không có thấy họ, chị Minh rất giận đó. Cái gì? Tối qua báo cháy Tĩnh Kiều và anh Hảo Văn cùng mất tích hả? Đúng rồi. Vậy bác sĩ Minh đâu? Bác sĩ Minh tối hôm qua làm phẫu thuật, nói là không có về nhà ngủ. Tức là chị Tĩnh nhân lúc bác sĩ Minh tăng ca đã hẹn anh Hảo Văn ra ngoài để nói lại. Chị Minh à, tối hôm qua tôi có ở chung với Tĩnh Kiều hay không, đây là chuyện riêng của hai chúng tôi. Với lại chúng tôi vẫn chưa ký giấy, tức là vẫn còn là vợ chồng. Cũng có bộ phim vậy mà, chia tay vẫn là vợ. Tĩnh Kiều và Hảo Văn ở chung đâu phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Nói sao cũng là vợ chồng nhiều năm rồi, một tưởng ly hôn là ly hôn được sao? Nhưng mà Hảo Văn đã từng phản bội chị Tĩnh, một lần bất trung, trăm lần không tha thứ. Nhưng mà Hảo Văn đã chia tay với Kitty rồi, đúng là quay đầu là bờ, thật là đáng quý. Thôi vô duyên nữa nghe. Anh mới là vô duyên. Tôi biết tôi đã từng sai. Chuyện của Kitty tôi xử sự rất tệ. Nhưng mà tôi nghĩ kỹ rồi, tôi đã sai một lần, không thể sai thêm nữa. Cậu nói vậy tức là không những muốn quay về Long Phúc mà còn muốn có vợ nữa. Đúng, Tĩnh Kiều là một người vợ tốt. Lúc trước tôi không biết trân trọng, cho nên lần này tôi nhất định phải giữ cô lại. Một tháng trước nếu cậu nói những lời này tôi sẽ ủng hộ cậu. Nhưng mà bây giờ thật sự đã rất rắc rối. Tôi biết Tĩnh Kiều đang hẹn hò với em của chị, nhưng mà tôi có lòng tin đến cuối cùng Tĩnh Kiều sẽ trở về bên tôi. Mọi người nói xem, Tĩnh Kiều mới công khai tình cảm với bác sĩ Minh mà bây giờ lại thêm một người đàn ông, vậy là hai nam một nữ, quan hệ quá phức tạp. Chú Hoa, họ mới hẹn hò không bao lâu, Tĩnh Kiều và anh Giang tình cảm vợ chồng bao năm nên cơ hội nói lại tình xưa rất là cao. Gì chứ, xét về ngoại hình, nhân phẩm, gia thế, sự nghiệp thì bác sĩ Minh đều thắng. Không cần xét gì nhiều, chỉ cơ bản về mặt tình cảm Hảo Văn đã thắng rồi. Hơn nữa tính cách của Tĩnh Kiều thuộc tuýp vợ hiền, nên chọn chồng mình là bình thường thôi. Chị Minh à, tôi vẫn rất kính trọng chị, cho nên đây là chuyện riêng của hai người, không cần báo cáo lại với ai hết. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức giúp anh vượt qua. Em sẽ nghĩ cách để chị Minh tuyển anh. Nhưng để thỏa mãn tính hiếu kỳ của chị. Đúng, tối qua tôi có bên cạnh Tĩnh Kiều. Mấy chữ này nói gì vậy? Mấy người này rảnh thiệt đó. Đừng cho tôi nhìn thấy họ nghe. Chị Kiều chị về rồi. Đúng. Chuyện gì mà chụm lại náo nhiệt vậy? Không có gì hết. Vậy bà làm việc. Làm việc đi. Mặc kệ họ nhìn, mặc kệ họ đi. Mặc kệ họ. Trời, mới ra ngoài một buổi sáng đã có 300 email à. Tĩnh Kiều đó đã ly hôn, còn lăng nhăng với chồng cũ, đúng là đê tiện. Bác sĩ Minh nên chia tay cho rồi, ảnh và Kỳ Kỳ mới là trời sinh một đôi. Anh nói rồi kêu không được xem mà. Anh cũng nhận được sao? Mạng nội mạng này toàn là người hâm mộ Kỳ Kỳ, chắc chắn là trò của mấy fan ruột rồi. Gần đây á, không phải đang rộ tin Kỳ Kỳ và Thế An sao? Thế An đã chọn em nên fan của cổ tức giận. Nhưng hình như họ biết rất nhiều chuyện. Sáng hôm nay Long vô tình ở 89 buộc miệng nói tối qua em không ở nhà. Em cũng biết là 89 rất là nhiều người, truyền ra truyền vô, người này người kia nghe, thế là ai cũng biết. Tĩnh Kiều, đừng nói anh em không nhắc em. Chuyện này bắt đầu khó dừng lại. Có cảm thấy nên nói rõ hay không? Thực ra đã xảy ra chuyện gì? Em không có gì nói. Vậy khó mà ủng hộ cho em. Tóm lại em không thẹn với Long. May là chị Minh không lên mạng này, nếu không để chị nhìn thấy sẽ tức chết. Cha nhiều người vậy, hội phụ nữ sao?
nhìn chúng ta với ánh mắt hình viên đạn kìa. Tôi có chút sợ sợ đó. Sợ gì, phụ nữ thôi, họ có ăn thịt cậu đâu mà sợ. Thì đó, sợ cái gì. Tính Kiều của Long Phúc mấy người đâu, ở đâu rồi? Không biết. Tìm chị Kiều có việc sao? Chúng tôi là nhóm hâm mộ của Kỳ Kỳ. Chúng tôi muốn xem thử cô có bản lĩnh gì giành bác sĩ Minh với Kỳ Kỳ. Chị ta có bác sĩ Minh còn lén vụng trộm với chồng cũ. Có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không? Hờ, miệng tôi đã xấu lắm rồi, miệng cô càng xấu hơn đó. Nói rất là đúng. Anh muốn làm gì? Anh muốn Bình giật cổ hả? Bình giật cổ thì đã sao? Sao hả? Thần tượng của các người hẹn hò với ai? Khi nào mới tới lượt các người lo? Các người có phải là hơi rảnh không? Ăn no không có chuyện gì làm, có nghĩ gì khác không? Chúng tôi thấy bác sĩ Minh không có đáng. Các người lại là phe gì? Tụi tôi là fan học sinh của ảnh, còn là những bà chủ, đương nhiên không hy vọng bác sĩ Minh đi chung với người đê hèn đó. Ha, chúng tôi đau lòng lắm đó. Tôi tin lầm tính Kiều rồi, không ngờ cổ lại là người lẳng lơ. Chúng tôi tiếc cho bác sĩ Minh quá. Đúng là vô duyên, các người không biết gì hết, sao có thể nói tính Kiều như vậy? Vậy chứ anh biết gì? Nè anh Gary, anh làm gì vậy? Chuyện này tạp chí chúng tôi cũng đang theo dõi. Tin nóng hổi nha. Lúc nãy tôi về xem trên trang nhật ký cá nhân của Kỳ Kỳ á, có đưa lên một câu là tôi đúng là có mắt không tròng yêu một người như thế. Đúng là Bịch Kỳ. Tôi tin là đang nói chuyện của bác sĩ Minh. Anh trả lời như thế nào? Cái gì Bịch Kỳ? Bịch Kỳ là nói lái của bi kịch anh đó. Anh Gary, không cần biết anh là Bịch Kỳ hay là bi kịch. Nói chung là Tĩnh Kiều không phải loại người như vậy. Bên nãy Cường tôi nói... Anh nói giúp cổ như vậy á, không chừng anh với Tĩnh Kiều có rụt rịch. Nói đủ chưa vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Chị Kiều với bác sĩ Minh ơi. Anh Hổ à, một phần đem về. À, được, được. Tôi ghi phiếu thu cho anh nghe. Dọn xong chưa? Dọn xong rồi. Chú dự tính là... Chú tính là kêu Tĩnh Kiều qua chỗ của Tinh Linh, tránh đi 3-4 ngày. Ai ngờ Tĩnh Kiều gửi tin nhắn cho chú, nói là nếu chú ở chỗ của Thế An, ngủ trên ghế sofa, lưng nhất định chịu không nổi, kêu chú về bên đây ngủ. Cũng tức là cổ sẽ không về một thời gian. Vậy bây giờ cổ cũng rất là ngại ngùng. Vậy em trai con sao rồi? Lâu như vậy không có chút phản ứng sao? Nó vừa mới về, đã kêu mượn cái bếp cho nó rồi. À chú Út à, dọn xong rồi hả? Qua đây ăn chè đi. Chè bo bo đậu hũ bạch quả ngon lắm đi. Xin mời. Chà, thơm quá. Đúng là rất thơm nha. Ý, có trứng cút hay vậy? Con người thích ăn mà. Nó thấy ăn, chén của con đâu? Con để sẵn rồi, con muốn lấy vàng chung với Tĩnh Kiều. Bây giờ em ra ngoài hả? Đúng rồi, chú Út à, cho mượn xe nha. Con mượn xe hả? Con từng nói là con không lái xe nữa mà. Không phải con nói là không bao giờ lái xe nữa, con chỉ nói nếu như con lái xe lại á, nhất định là vì một lý do rất quan trọng. Bây giờ Tĩnh Kiều rất cần con mà, đây chính là một lý do quan trọng đó. Nè, cảm ơn. Em đi nghe chị. Lái xe cẩn thận nha. Được rồi, em đi nghe. Bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye, bye bye. Chè này ngon lắm hả? Chú mừng vì anh em của chú tìm được một người bạn trai tốt. Nếu chị coi tôi là bạn, lần này nghe tôi nói đi. Tuy là mấy lời thị phi này không ảnh hưởng lớn, nhưng mà nếu chị cứ giữ thái độ không phản kháng để đối mặt với việc này, mấy người kia sẽ tưởng là chị thừa nhận. Vậy chị tự nhiên chịu trận oan uổng à? Có đáng hay không? Quan trọng nhất là chị tin tôi. Tôi dĩ nhiên là tin chị rồi, chị đâu phải người bắt cá hai tay chứ. Nhưng mà bên Thiên Công bây giờ đã đồn tới, nói thấy chị và Hạo Văn hai người bước ra từ khách sạn. Chỉ vậy thôi có đúng không? Hồi trước đã có người đồn tôi và Minh Thế An chuyện nhỏ thôi. Cũng tức là ngay cả người bạn thân này cũng không nói thật lòng sao? Không phải tôi không có chuyện để giải thích, mà là tôi không thể nói ra được. Không nói thì không nói, tôi không biết càng tốt, khỏi phải để trong lòng quá nhiều bí mật, khó chịu lắm. Suýt quên gọi điện thoại. Alo. Alo, em ở chỗ của Tinh Linh nè. Anh qua chỗ em nha. Không cần đâu, lát em còn có công chuyện. Em muốn hôm nay làm xong, anh ở nhà với chị anh đi. Có thật không? Vậy anh không làm phiền em làm việc nữa. Ngốc à, chẳng lẽ anh đến ngồi nhìn em làm việc sao? Có Tinh Linh ở bên cạnh được mà, anh khỏi lo cho em. Em ăn chè không? Em đang ăn chè bo bo đậu hũ bạch quả trứng cút nè. Vậy cũng được, em đừng làm khuya quá nha. Tạm biệt. Bye bye. Sao vậy?
Sao không kêu người đó tới? Kêu người đó tới ngủ chung, tôi không ngại đâu. Thầy ghét à. Đi ngủ đi, tôi còn phải làm việc nữa. Vậy tôi đi ngủ trước. Để tôi dọn được rồi. Ngủ trước đó nha. Ngon. Nghe qua một trò chơi Rosewall không? Trò chơi này chỉ có hai người chơi thôi. Trong đó có một người, ví dụ như một người là mình, nhắm mắt lại, sau đó ngã về phía sau. Trò chơi này xem thử độ tin tưởng lẫn nhau giữa bạn và đồng đội. Người ngã sẽ về sau, và người đỡ đó nhất định tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Như vậy mới có thể hoàn thành trò chơi. Không dễ chút nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.